So here to share the Dhamma talk for the devotees, the, what the Buddha teach, how to practice. Hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2024 tại chùa Kỳ Viên, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, ngài Tiền sư Trung Pin, tức ngài Ujjatila giảng pháp. Ngày hôm nay ngài đến đây để chia sẻ về những cái lời Phật dạy, lời Phật hướng dẫn chúng ta thực hành, rèn luyện, tu tập. So this year I arrived to Vienna in 2024, right? So 2000, November 7, so we start the retreat in the Busan. The retreat will finish December 90. So I will go back to, fly back to Thailand December 20, or to the stay, I stay here about 45 days. So while I stay there, we are going to attend the retreat in the Busan. There are yogis are practicing every day. We are also giving the Dhamma talk every day. So every day Dhamma talk is, we have to give the Dhamma talk every day. There are a lot of information, many information, right? But here 1 hour talk, I try my best to share the Buddha teachings only about 1 hour with the translator. Thì năm nay ngài sang Việt Nam vào ngày mùng 5 tháng 11, sau đó ngày mùng 7 tháng 11 bắt đầu khóa thiền Phước Sơn, thiền viện Phước Sơn tỉnh Đồng Nai. Rồi khóa thiền sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 12, sau đó ngày 20 thì ngài sẽ đi Thái Lan. Như vậy năm nay ngài ở Việt Nam khoảng 45 ngày. Thì ở Phước Sơn thì trong khóa thiền thì thiền sinh hành thiền hàng ngày và ngài cũng giảng pháp hàng ngày, có rất nhiều thông tin. Thì hôm nay đến đây thì trong vòng thời gian 1 giờ thì ngài sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ những cái lời Phật dạy với các Phật tử ạ. So the Buddha gave that teach him that to do the parami dana parami sila parami right pinya parami vipassana. So dana is the first one the Buddha teach on to do dana. So then secondly, how to keep the sila, that how to do the bhavana for the knowledge of pinya. Vậy Đức Phật dạy về các cái ba la mật, thì có ba la mật về bố thí, ba la mật giữ giới, ba la mật trí tuệ. Như vậy trước tiên Đức Phật dạy về bố thí, rồi sau đó bước tiếp theo là Đức Phật dạy về giữ giới, và tiếp theo là hành thiền để có trí tuệ. Then the Buddha explained why we need to do the dana. When one's heart is there, it blessed, the best thing out is the one that is useful, not the one left behind in sight. So when the wife is blessing, when the wife blessing means that when the people are blessed, is blessed with the fire of the AGM death, one should take out one's weapon. What is given is well, salvage. What is given, yeah, bread and fruit, but not so what is not given. Thieves take it away of them, kings, if they get burned by fire, is lost. Then one leave their body along with their one's possessions. Having understood this wise, the wise person should enjoy but also giving. Having given and enjoying as fixed is the means, blameless, he or she go to their heavenly state. Như vậy cũng theo cách thức mà Đức Phật đã giảng thì trước tiên ngài giảng về bố thí. Hôm nay ngài giảng về phẩm thiêu cháy trong tương ưng bộ kinh. Trong ngôi nhà thiêu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích, không phải vật bị thiêu. Cũng vậy trong đời này, bị già chết thiêu cháy,
hãy đem ra bằng thí, vật thí khéo đem ra, có thí có lạc quả, không thí không như vậy. Kẻ trộm, vua cướp đoạt, lửa thiêu đốt hủy hoại. Khi giờ cuối cùng đến, bỏ thân bỏ sở hữu, kẻ trí hiểu biết vậy, thọ dụng và bố thí, thí xong thọ dụng xong, theo lực hành động ấy, không ai bị chỉ trích, vị ấy được sanh thiên. At the south, then in the middle of the day came personality of the Kosala approached the Buddha. Then the Buddha said to him, as he was sitting on the one side, where are you come from, Krik? The middle of the day. Whenever my grandmother was dying, she was old age, barren with the years, abundant in life, came to the last stage. Years from the birth, 100 years from the birth, whenever son. My grandmother was dear and beloved to me. If the Benevesa remind me of the elephant, who I have there, redeemed the heart for death, and who have the giving to away even the elephant gem so that she would not have died. If the me of the hot gems, I have the redeem for her death. If I in the prize village, if I have the redeem for her death, if I me of the country, I will have the redeem for her death. I will have the giving away even the country so that she will not be dying. All beings aggregating are subject to death, terminate in the death, cannot escape the death. It is wonderful, Benevesa, it is amazing. Benevesa, how well that have been stated by the Buddha, all beings creating are subject to death, terminate in the death and cannot escape the death. So it is a great game, All beings creating are subject to death, terminate in death, cannot escape death. Just as all the Buddha passes, whether and big or big, are subject to break up. Terminate in their break up and cannot escape their break up. So all beings are subject to death, terminate in death, cannot escape their death. All beings were dying, polite and in the death. They were prayer according to their deeds, reaping the fruit of their merit and demerit. Door of the evil go to hell, the door of the merit do happy hymns. Therefore, one should do what is good as the collection of the future life. Merit as for the living beings when they arrive in the other world. Tiếp theo là ngài đọc kinh 13 thuộc Tương Ưng Bộ Kinh. Bản dịch sau đây do Sư Cố Diệu Pháp dịch từ bản gốc tiếng Pali. Tại Savatthi, vua Pasanadi của xứ Kosala đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi sang một bên. Đức Phật hỏi, này đại vương, ông đi đâu giữa trưa thế này? Thưa ngài, bà của con đã mất, bà đã lụng cụ đến tuổi xế chiều, đã sống đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Bà đã 120 tuổi, nhưng bà là người đáng yêu, là người mà con yêu quý. Nếu có thể đánh đổi con voi quý để lấy lại mạng sống cho bà, con sẵn sàng làm. Nếu có thể đánh đổi con ngựa quý để lấy lại mạng sống cho bà, con sẵn sàng làm. Nếu có thể cho tặng đi một ngôi làng để lấy lại mạng sống cho bà, con có thể làm. Nếu có thể đánh đổi giang sơn này để lấy lại mạng sống cho bà, con cũng sẵn sàng làm. Này đại vương, tất cả chúng sinh rồi phải chết. Chết là điểm cuối cùng. Chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết. Tuyệt vời thay, thưa Đức Phật, ngài vừa nói rằng tất cả chúng sinh phải chết, chết là điểm cuối cùng, chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết. Đúng vậy, ngài đại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, chết là điểm cuối cùng và chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết. Như cái bình gốm người thợ làm ra, dù đã nung hay chưa đều sẽ bể. Sẽ có một ngày bị bể, cuối cùng thì nó cũng sẽ bị bể. Nó không thể nào tránh khỏi không bị bể.
Tương tự như vậy, tất cả chúng sinh đều phải chết. Điểm đến cuối cùng là cái chết, và chẳng ai có thể tránh khỏi cái chết. Đức Phật đã nói như vậy, và Ngài nói thêm rằng, tất cả chúng sanh rồi sẽ chết, bởi lẽ cuộc sống này kết thúc bằng cái chết. Họ qua đời tùy theo nghiệp đã tạo, gặt hái quả thiện lành hay xấu xa, kẻ xấu thì đến địa ngục, và người tốt sẽ tái sinh vào cõi chư thiên. Do vậy, ông nên làm điều tốt lành, đầu tư cho kiếp tương lai. Những thiện lành mà chúng sinh tạo ra sẽ hỗ trợ cho họ trong kiếp sau đó. At the Saudi, the sitting to the one second, but the Nidagosla said to the one Buddha, whenever it's how many things are there in the world which, when they arise for one's time suffering and discomfort. There are great gains, three things in the world which, when they arise for one's time suffering and discomfort. What are the three? Greed, hate, and delusion. These are the three things in the world which, when they arise for one's time suffering discomfort. Greed, hate, and delusion arise from within oneself, injure the passion of the evil mind, as its own fruit, destroying the greed. Tiếp theo là Kinh Thế Giới thuộc Tương Ưng Bộ Kinh. Tại Savatthi, vua Pasanadi xứ Kosala thưa với Đức Phật rằng, thưa Ngài, trong thế gian này có những điều nào mà khi phát sinh gây ra những hiểm họa, đau khổ và rắc rối, trắc trở? Này Đại Vương, có ba điều mà khi phát sinh trong thế giới này nó gây ra hiểm họa, đau khổ và trắc trở. Ba điều đó là gì? Là tham, sân và si. Khi ba điều này phát sinh trên thế gian, thì nó sẽ gây ra hiểm họa, đau khổ và trắc trở. Sau đó Đức Phật đọc bài kệ. Với người có tâm ý xấu xa, tham, sân, si phát sinh, gây hại cho chính người đó, cũng giống như bông trái của cây lau sậy, tự hại cái cây này. And also in the Saudi, sitting to the one side, came with the need of the king, said to the Buddha, is there, Vanavasa, one thing which secure both kind of the good pertaining to the present life, the pertaining to the future life? There is one thing, great king, which secure both kind of the good pertaining to the present life, that pertaining to the future life. But what the Vanavasa is the one thing, diligence. So Appamara, diligence, mindfulness. Right? Diligence, Appamara, mindfulness. Great game, just as the footprint of all living beings that walk, pick into the footprint of the elephant. The elephant footprint is declared to be their chief by the reason of it, their size. So mindfulness, diligence is the one thing that which secure both kind of the good that they pertaining to the present and present life and pertaining to the future life. Tiếp theo là Kinh Chánh Niệm Tương Ưng Bộ Kinh. Tại Savatthi, vua Pasanadi xứ Kosala hỏi Đức Phật, thưa Ngài, có điều gì có thể bảo đảm đem đến lợi lạc cho đời này lẫn đời sau hay không? Đức Phật trả lời, này Đại Vương, có điều đó. Vậy đó là điều gì? Thưa Ngài, vậy đó là điều gì? Chánh niệm hay là sự quan sát, tiếng Pali là Appamada. Này Đại Vương, là điều có thể đem đến lợi lạc trong đời này lẫn đời sau. Giống như tất cả các dấu chân của chúng sanh có chân đều lọt thỏm trong dấu chân voi, vậy dấu chân voi là lớn hơn cả. Tương tự như vậy, chánh niệm là yếu tố chính lớn lao có thể đem đến lợi lạc, hạnh phúc trong đời này lẫn đời sau.
For one who desire long life and health, beauty, heaven and noble birth, the Buddha kind of the liberty delight, following in the cessation the white priest diligence in doing deed of the merit. The white person who is diligent, Sajiva book, kind of the good to be visible in the in this very life, and the good of the future life. The steadfast one by attaining the good is called person of the wisdom. Đức Phật đã nói như thế, rồi Ngài nói thêm, với những ai ao ước sống lâu, sức khỏe, sắc đẹp, cuộc sống ở cõi chư thiên, và sinh ra trong gia đình cao quý, cùng những hạnh phúc khác, thì bậc trí ca ngợi chánh niệm. Với trí tuệ và chánh niệm, người có thể thành tựu hai lợi lạc, là lợi lạc trong đời này, và lợi lạc trong đời sau. Hiểu thấu đáo những điều như thế, người được gọi là bậc trí tuệ, bậc thông suốt. So I often explain to our yogi that practice mindfulness is not for money, to beautify our mind, or to train our mind, or to improve our mindfulness, to aware of ourselves. Thì Ngài thường dạy các thiền sinh hành thiền không phải là để kiếm tiền, mà để thanh lọc thân tâm, làm cho tâm trong sạch, làm cho tâm trở nên tốt đẹp hơn. In order to understand that this teaching, I would like to explain more. The Buddha said, origin of the our minds, Pavatara, very bright and very clear, very peaceful. Origin of the our minds, very bright, very clear and very peaceful. So later, when we grow up, so our eyes, ears, nose, and body and minds also growing. So we know how to make the judgment, you know, we know how to make the questions. We know how to have the attachment, how to, I like this one, I do not like this one, right? Angry, sometimes angry, right? When we grow, our faculties also growing every day, so many, the desire from the outside came to our mind. Desire means that the other things are making our mind desire. There are so many things that make our mind have the desire, right? So many things also make our mind agitation, upset, angry, right? So many things from the outside, from seeing, hearing, smelling, tasting, touching, make our mind become desire, angry, upset, suffering, wondering, or conceive mana, right? Or feeling remorse. So, saying that we don't have the mindfulness. So the Buddha gave the example like, when you have the house, but when your house roofs are open, windows are open, there are many dust, rains are came to your house easily. In the same way, many desire, angry, upset, many kind of kilesa, since that we are not mindful, came to our mind, stay there finally. So someone angry all the time, right? Someone greedy, attachment, someone have to crying all the times, someone have a lot of wandering mind all the times. Right? So someone has a very high mana all the times, someone has the depressions all the times. So the Buddha saying, origin of the our minds very clear and very bright. Saying that we do not have enough mindfulness,
from seeing, hearing, we cannot prevent the kilesa. So a lot of kilesa, then kilesa came in, finally our mind became very, very crowded, angry. Then someone, when they are angry, they want to beat others, even that they want to kill others. They want to take what is not given. So someone there, such a misconduct, telling lies, taking the drug, alcohol, so many bad things are bad speech. Bad things, they do the bad things are bad speech, cannot control. That's why the Buddha explaining, without the mindfulness, it's very hard to improve our mind, also very hard to control our mind. That's why at the least, so you have to practice mindfulness. All right, with the mindfulness, then we will see, we will know how to observe in this way. When we have the lot of kilesa coming, we can take out new kilesa, also we can observe in this way. We can keep our mind as the pure as possible, as the bright as possible. Đức Phật dạy rằng nguyên sơ đó là khi mà chúng ta mới sinh ra thì tâm của chúng ta rất là trong sáng, rõ ràng, thanh tịnh. Nhưng rồi là chúng ta lớn lên, rồi chúng ta bắt đầu học cách phán xét, rồi là dính mắc, đặt ra những cái câu hỏi, thích người này, không thích người kia, rồi là buồn phiền, bực bội. Khi mà chúng ta lớn lên thì qua nghe thấy nếm ngửi xúc chạm suy nghĩ thì những cái cảnh ở bên ngoài nó khiến cho nảy sinh nhiều ham muốn. Thế thì là nảy sinh nhiều ham muốn rồi những cái phiền não khác như là buồn phiền bực bội, lo lắng, hối hận, ngã mạn hoặc là tâm vọng động. Thế thì là bởi vì chúng ta sở dĩ nó xảy ra là bởi vì chúng ta không biết cách quan sát, không biết cách thực hành chánh niệm. Thì Đức Phật cũng đưa ra một cái ví dụ là giống như ngôi nhà mà bị có mái bị hở thì nước mưa bụi bặm nó sẽ dễ dàng nó rơi vào. Thì cũng như vậy, thì tâm của chúng ta nếu mà không biết cách quan sát, không biết cách thực hành chánh niệm thì nhiều phiền não từ bên ngoài nó sẽ xâm nhập, nhiều phiền não, nhiều ô nhiễm như là tham lam, rồi là buồn phiền, bực bội, dính mắc, ngã mạn, nhiều khi là trầm cảm, rồi là muốn chết. Thì Đức Phật đã nói ban đầu thì tâm của chúng ta trong sáng, thanh tịnh, rõ ràng, thế nhưng mà do chúng ta không biết cách thực hành chánh niệm, không quan sát được. Thế cho nên là qua nghe thấy nếm người xúc chạm thế thì là nhiều phiền não nó cứ liên tục nó xâm nhập càng ngày càng chất chứa nhiều. Thế thì là khi mà nó tăng trưởng như thế rồi là chúng ta muốn đánh, muốn giết, muốn lấy của người khác, muốn quan hệ, muốn sinh hoạt tình dục sai trái, nói lời sai trái, muốn dùng chất say, muốn uống rượu. Thế thì là nếu mà chúng ta không thực hành chánh niệm thì rất khó có thể làm cho tâm mình trở nên trong sáng, trong sạch, rất khó có thể là làm cho tâm mình trở nên tốt lành hơn. Vì thực hành chánh niệm thì chúng ta có thể quan sát những cái phiền não ở trong tâm mình, rồi là lọc dần những cái phiền não cũ, những cái phiền não mới khi xuất hiện thì chúng ta cũng có thể quan sát và loại trừ được. Thế thì là khi mà thực hành như vậy, chúng ta cố gắng thực hành để cho tâm nó càng trong sáng, càng... Thank you.